chào các bạn. Đây mình đang đi thử một đoạn đường cực khó, cực nhỏ luôn. Đang đi thử nhá. Đúng ra là mình phải quay nằm cơ, nhưng mà quay nằm cái điện thoại ra. Nhưng mà do đường nó khó nên mình phải cầm dọc cho dễ lái, để đảm bảo an toàn, cực nguy hiểm luôn. Đây, đấy, cực đấy. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Nếu vẫn là lộ luôn xuống ruộng này. Khá cao đấy. Được, tí nữa thì xuống thật đây này. Mình vừa từ đường trên này xuống, cái vết xe vẫn còn đây. Chắc lúc nào đấy là mình sẽ phải đi vào đường này để thử nghiệm cho anh em xem, các bạn xem. Vợ mình mà nó ở nhà là đi cái này là nó đỡ cho mình lên thớt đấy, cấm chỉ mạo hiểm. Con đường rất nhỏ. Đến đây thì chỉ sợ là vướng thôi, chứ còn không còn độ nguy hiểm nữa. Lăn này lăn xuống mấy cái hàng chè đấy thôi. Xây sát tí thôi, nếu mà ngã. Mình thích cái là cái con này nó có cái tầng số chậm này, dạng như kiểu tời ấy. Nhưng chỉ tiếc mỗi cái là chuyển hướng của nó đã trục trặc rồi, không còn ngon nữa. Đi không kiểm tra dầu, nó giờ nó mà hết dầu cái là hồi tắt điện. Con này chạy trục lục giác P32. Lên đây tạm thời là an toàn nhé. Đấy, mọi người nhìn lại qua cũng được, mình vừa đi rồi.
rất nhỏ hẹp. Tiếc là không có người quay phim cho mình. Con động cơ này là 178, dầu diesel làm mát bằng quạt gió. Trọng lượng tịnh của con này là trọng lượng khô của nó là đâu 40 cân đấy, 34 cân nhỉ, mình nhớ mang máng đấy. Trẻ tốt nào có thể đi rong cảnh ấy. Tưởng là rong lúc mình mới đốn xong chứ. Ban nãy là kia tưởng không qua được, nhưng mà vẫn đi được ấy.